Thưa quý vị, hiện nay Bộ Công an đã cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với việc làm hồ sơ, thủ tục hộ chiếu phổ thông. Công dân có thể làm hộ chiếu online ngay tại nhà chỉ bằng vài thao tác đơn giản mà không cần mất nhiều thời gian đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh như trước đây. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng một bộ phận người dân không quen sử dụng công nghệ, chưa thao tác được trên cổng dịch vụ công. Từ đó, tiếp cận mời chào dịch vụ làm hộ chiếu online. Ít nhiều người biết rằng, việc làm hộ chiếu trực tuyến qua cò mồi dẫn tới thông tin cá nhân của công dân sẽ bị lộ lọt, đánh cắp hoặc là thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Do công việc phải làm hộ chiếu gấp, lại chưa quen với việc làm hồ sơ qua cổng dịch vụ công, chị Vư tìm kiếm người làm dịch vụ hộ chiếu trên mạng xã hội. Dù phải làm với mức giá cao gấp nhiều lần lệ phí theo quy định, chị Vư vẫn chấp nhận. Họ yêu cầu chụp căn cước công dân hai mặt, thứ hai là về cái số điện thoại của mình phải đăng ký chính chủ, thứ ba là về ảnh thẻ của mình, thứ tư là họ có cả yêu cầu về thông tin về vợ hoặc chồng, và thứ năm thì họ có yêu cầu về địa chỉ chính xác của mình. Dù là rất là sợ khi mà lộ thông tin của mình, tuy nhiên thì mình cũng đang rất là gấp, cho nên là mình cũng đã gửi thông tin cho bên làm hộ chiếu. Không ít trường hợp như chị Vừ, kết quả tìm kiếm trên Google về dịch vụ làm hộ chiếu online, chỉ trong 0,45 giây đã có tới gần 32 triệu kết quả. Thậm chí đặt tên website mập mờ dễ gây nhầm lẫn là website của cơ quan nhà nước. Còn trên mạng xã hội cũng không khó để tìm thấy hàng trăm trang page về dịch vụ cò làm hộ chiếu. Thực tế chúng tôi thấy rằng là công dân khi mà nộp như vậy thì lại phải cung cấp mã OTP, rồi căn cước công dân, rồi số định danh. Thế thậm chí là điện thoại SIM cũng là dịch vụ người ta cung cấp xong rồi là người ta lại giữ lại cái SIM đó. Thì là không đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. Thực tế hiện nay, nhiều thủ tục hành chính giao dịch được cung cấp qua cổng dịch vụ công. Để sử dụng, công dân bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử và thông tin chính chủ. Như vậy, nếu người dân cung cấp thông tin cá nhân quan trọng, các đối tượng sẽ lợi dụng để đăng ký mở tài khoản ngân hàng, vay tiền trên các ứng dụng trực tuyến hoặc đánh cắp các tài khoản trực tuyến mà công dân đang sử dụng. Khuyến cáo công dân là nếu chúng ta có nhu cầu nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công thì vào các cái trang cổng thông tin điện tử của công an thành phố, của cục xuất nhập cảnh. Hiện nay thì cái việc thực hiện nộp hộ chiếu mức độ 4 là đã toàn trình rồi. Thủ tục làm hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện đã hoàn thiện, thao tác dễ dàng thuận lợi. Trong trường hợp người dân còn gặp khó ở bất cứ khâu nào, cũng nên tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hỗ trợ. Tuyệt đối không nên tìm đến các đối tượng trung gian để tránh bị lợi dụng.